thực đề thì đây là ba của công việc các bạn sẽ phải làm. Thì cái trong cái ba đêm này thì cái phần tính toán nó chỉ chiếm 1 điểm thôi, nhưng mà theo mình thì quan trọng nhất cái điều kiện tiên quyết ngày nay là các bạn phải biết tính toán và ba đề, đúng không? Vào thi sẽ được như vào thi trong cái đề, trong đề sẽ cầu các bạn là pha một cái đề, cái giả thiết trong đề sẽ cung cấp cho các bạn thứ nhất là cái thể tích đề yêu cầu pha là bao nhiêu, và thứ hai là pH mấy, đúng không? Trong đề sẽ đặt cho bạn một cái bài toán và sẽ cho hai cái giả thiết, một là cái thể tích và thứ hai là cái pH của cái đề cần pha. Và công việc bạn là các bạn sẽ tự đi tính toán từ hai dữ kiện của đề này, từ hai dữ kiện của đề các bạn sẽ đọc hệ hai phương trình, đúng không? Hai phương trình một hai và giải ra hai ở là v của axit và b1. Thì tính toán trong ba đêm là 1 điểm, nhưng mà đây là phần quan trọng nhất theo mình. Tại vì nếu mà các bạn không có học cách tính, các bạn không biết tính, không tính được thì sẽ không pha và không làm được các bước tiếp theo. Tại vì nó các cái bước này là các bước này nó liên tiếp với nhau, đúng không ạ? Các bạn làm xong được bước trước thì các bạn mới có số liệu để các bạn làm tiếp bước thứ hai. Các bạn có pha được thì các bạn mới có dung dịch để các bạn khảo sát các cái thí nghiệm về sau. Nên các bạn lưu ý toàn bộ cái này là làm từng bước một, không thể nào mà cắt ngang bỏ bước nào cả. Và quan trọng nhất theo mình là phần tính toán. Thì tại vì phần tính toán này là các bạn đã được yêu cầu tính ngay từ đầu buổi rồi, ngay từ đầu buổi đã cho các bạn bài tập để các bạn làm rồi, nên là khi tổng kết mình không có nhắc lại nữa. Tuy là mình không nhắc lại khi mà mình tổng kết bài cuối buổi mà các bạn hiểu cho mình. Đó là cái phần quan trọng nhất của nội dung bài ngày hôm nay, tức là tính toán và pha hệ đề là phần quan trọng nhất. Về nhà cô Tuyền đã yêu cầu mình cho mình sẵn cái đề để mình làm bài tập về nhà rồi, đúng không ạ? Đó. Thì tuần sau mình sẽ chụp báo cáo là sửa ốp cái đó cho các bạn. Còn hôm nay thì mình không có cho các bạn mới, không có sự trực tiếp tại đây nữa. Tại mình vừa mới làm đầu buổi thôi, có buổi sửa lại thì cũng vô nghĩa. Tuần sau các bạn về nhà các bạn tự làm. Và cái làm này các bạn không có chép bài nhau nhau. Các bạn tự mình làm, có bài tập các bạn tự mình làm chứ đừng chép bài của bạn, đừng có đối phó ở cái chỗ này, đúng không? Rồi đó là xong phần tính toán. Tính toán là đề sẽ cho hai dữ kiện, một là cái thể tích đề và thứ hai là cái pH đề. Từ hai dữ kiện này các bạn đọc cho mình hai cái hệ phương trình 1, 2 để giải ra hai ở pA và pH. Sau khi có cái thể tích rồi, các bạn làm tròn, đúng không? Các bạn làm tròn về bao nhiêu ạ? Các bạn sẽ làm tròn cái kết quả các bạn tính toán được, các bạn sẽ làm tròn về bao nhiêu để các bạn pha tính bước pha thì mình sẽ làm tròn kết quả như thế nào ạ? Các bạn pha là pha chính xác. Và lưu ý là ngày nay cái đề mình pha là mình sẽ cố gắng, tuy là mình có bước hiệu chỉnh lại, đúng không? Tuy là các bạn pha xong các bạn có bước hiệu chỉnh lại, nhưng mà nhớ là trong cái lúc mà mình pha mình cố gắng là pha chính xác, tức là chính xác nhất có thể. Vậy khi mà mình làm tròn á, pha chính xác thì nếu mà số liệu lẻ thì các bạn sẽ lấy chính xác, lấy thể tích chính xác bằng bù lết, đúng không ạ? Đây là khi mà các bạn làm tròn, các bạn cũng làm tròn với cái số tổ chiên nhỏ nhất của bù lết là 0.05, đúng không ạ? Bạn làm tròn với tổ chiên nhỏ nhất của bù lết là 0.05. Rồi như vậy là xong phần tính toán, đúng không ạ? Bây giờ mình bước vào bước pha. Thì mình vừa mới nói xong đó, tức thì pha là chú ý là pha chính xác. Cái thể tích pha là 100ml thì muốn chính xác tôi sẽ không có pha vào trong cái xe mà tôi phải pha nó trong bình định mức. Tôi muốn chính xác thì tôi sẽ pha nó trong bình định mức. Và cái bình định mức này là nó đã có dung tích sẵn là 100ml rồi. Nên là trong cái thao tác pha thì các bạn chỉ cần phải đo chính xác bột hoặc là muối hoặc là axit thôi, đúng không? Các bạn không cần phải đo chính xác cả VA là bao nhiêu, VM nhưng mình không cần phải đo chính xác cả hai. Các bạn nhớ là các bạn chỉ cần phải đi đong chính xác cho mình một trong hai thôi, hoặc là muối hoặc là axit. Đong chính xác một trong hai chất và đương nhiên là mình sẽ ưu tiên đong cái nào mà thể tích nhỏ hơn. Và tại vì mình có quyền chọn lựa một trong hai thì mình sẽ ưu tiên mình đi chọn cái nào mà thể tích nhỏ hơn, VA hoặc là VM. Rồi đong chính xác một trong hai cái này thôi, các bạn cho vào bình định mức 100. Và cuối cùng mình bổ sung cái lượng còn lại tới bạn là xong. Đó là cách pha. Thì cái đo chính xác này này, thì ngày hôm nay có cái đề 4,75 thì mình tính ra là đúng là 50-50. Thì để đo chính xác được 50 thì các bạn dùng cái dụng cụ là bình định mức 50, đúng không ạ? Nhưng mà khi đi thi á,
thì hiếm khi nào mà là ra 50-50 cho các bạn tính toán thôi đó. Thường sẽ là một con số lẻ, đúng không ạ? Thường sẽ là một cái pH lẻ. Thì khi mà các bạn tính ra số lẻ các bạn phải làm tròn á, thì mình sẽ đọc chính xác bằng unit. Nhớ nhá. Khi thì các bạn hay bị bắt vào cái lúc này, lúc đó mình quên mất. Mình quên mất là lấy chính xác cái lượng lẻ bằng cái gì, thì các bạn lấy lúc năm các bạn làm, đúng không ạ? Hoặc là các bạn lấy bằng cái đi vết thương, các bạn hút nhiều lần như vậy mất thời gian và nó không chính xác. Các bạn nhớ lấy cho mình bằng unit. Rồi nhớ là đọc chính xác để thể tích chính xác cái lượng lẻ lấy bằng unit. Vậy là xong về bước pha nha. Ưu tiên lựa chọn lấy chính xác một trong hai chất hoặc là muối hoặc là axit mình sẽ lấy được thể tích nhỏ cho vào bình định mức tổng đến phẳng để lắc lắc đều các bạn pha xong. Và mình không thể nào đảm bảo được là cái đệm của mình vừa pha là pH chuẩn như là pH yêu cầu. Mình sau đó mình sẽ đi đo và hiệu chỉnh lại. Thì cách hiệu chỉnh các bạn đã nắm rõ nguyên tắc rồi đúng không ạ? Cái pH để cho các bạn là gọi là pH mục tiêu, ví dụ như ngày hôm nay là 4,75. pH ngày hôm nay là yêu cầu là 4,75, đây là pH mục tiêu. Thì cho phép các bạn sai số là cộng trừ 0.05 so với lại pH mục tiêu này, tức là cái khoảng nằm từ 4.7 đến 4.8. Trong cái khoảng này các bạn pha ra nằm trong cái khoảng này là đạt dung dịch đệm của mình là đạt, đúng không? Cho cái khoảng sai số cộng trừ 0.05. Vậy tương tự sau này khi đi thi, thay vì 4.7 mình có thể cho một cái pH khác như là 4.97 chẳng hạn, thì các bạn cứ cộng trừ cho mình 0.05, thì cứ nằm trong khoảng cộng trừ 0.05 là đạt. Nếu mà thực tế các bạn pha ra và pH của bạn nhỏ hơn, đúng không ạ? pH của bạn giá trị nó thấp hơn, các bạn còn thấp hơn, tức là nó đang có tính axit mạnh hơn, thì mình sẽ thêm muối vào. Và muối là muối 1m. Tại sao lại là 1m? Tại vì các bạn đang hiệu chỉnh là có phải dung dịch bình thường không? Có phải các bạn đang hiệu chỉnh dung dịch bình thường, nước cốc bình thường hoặc là dung dịch muối bình thường không? Không. Các bạn đang hiệu chỉnh là dung dịch đệm, đúng không ạ? Tức là bản thân nó đã ổn định pH rồi, nên là mình bật muốn tăng pH hoặc mình muốn giảm pH thì bạn dùng cái loại mà nồng độ cao á, 1m, thì nó mới có đủ cái khả năng để mà nó làm thay đổi cái pH của cái đệm của mình. Các bạn nhớ là mình dùng luôn cái loại cuối là 1m hoặc là 1m. Tương tự như vậy, nếu mà pH đang cao thì các bạn sẽ thêm axit để kéo pH về. Nếu mà đang cao thì mình thêm axit để nó kéo pH xuống. Còn pH mình đang thấp thì mình thêm muối để đẩy pH lên. Đó vậy thôi ạ. Rồi. Thì ngày hôm nay tất cả các tiểu nhóm mình quan sát thì các bạn làm rất là chuẩn rồi. Các bạn nắm bài rất là kỹ khi mà có viên hướng dẫn đầu giờ các bạn đã hiểu nắm bài rất là kỹ, là mình làm rất là chuẩn, không có cái lỗi nào về thao tác hết, mình chỉ có nhắc lại vậy thôi. Vậy thì kết thúc cái điều chỉnh này là các bạn có trong tay là cái đệm chuẩn rồi đúng không ạ? Cái đệm chuẩn với pH nằm trong khoảng yêu cầu rồi, thì tiếp tục mình sẽ dùng chính cái đệm của mình vừa pha để mà mình đi khảo sát. Khảo sát, mục đích của việc khảo sát là để làm gì? Mục đích của việc khảo sát, các thí nghiệm khảo sát ngày hôm nay, mục đích của nó là chứng minh cái gì ạ? Đúng rồi ạ, tại vì theo định nghĩa đầu giờ người ta nói đệm đó là có khả năng ổn định pH, sự pH không đổi đúng không ạ? Vậy thì mình sẽ làm thực nghiệm để chứng minh anh nói như vậy, nhưng thực tế thực nghiệm của tôi có đúng như vậy hay không. Thì mình sẽ làm với cả ba cách nhân thay đổi pH. Trong định nghĩa dung dịch đệm sẽ là một cái dung dịch mà có khả năng ổn định giữ cho pH không đổi khi thêm các tác nhân là axit mạnh. Tất cả các tác nhân là thay đổi pH gồm có axit mạnh, kiềm mạnh. Thay đổi pH tức là cái là thay đổi cái nồng độ hấp cộng của dung dịch, thì liệt kê lần lượt là mình sẽ có là axit mạnh thêm vào thì sẽ làm tăng nồng độ hấp cộng lên đúng không ạ? Rồi kỳ mạnh tức là ba giờ mạnh vào thì sẽ trung hòa hấp cộng, là nồng độ hấp cộng xuống. Đây tất cả những cái này là mình liệt kê đây là tác nhân thay đổi pH. Ngoài ra còn có một cái nữa đó là pha loãng. Khi các bạn pha loãng thì nồng độ hấp cộng sẽ giảm xuống. Nồng độ hấp cộng mà khi mà các bạn thêm nước cốc vào pha loãng ra thì đương nhiên nồng độ của nó sẽ giảm xuống. Cái lượng nước mà tăng ra thì nồng độ hấp cộng, nó không nhiên nó thì nồng độ hấp cộng nó sẽ giảm xuống. Vậy thì trên đây là ba cái tác nhân là thay đổi pH. Theo định nghĩa là dung dịch đệm, khi mà thêm ba cái tác nhân này vào thì dung dịch đệm nó thay đổi pH không đáng kể đúng không ạ? Nó vẫn có khả năng đệm ổn định giữ cho pH thay đổi không đáng kể. Thì thực tế các bạn sẽ làm thực nghiệm để chứng minh, mình sẽ thử đúng
vậy, tối ra sức mạnh mình sẽ làm thêm tập chứng, tập thử. Vậy thì làm sao các bạn biết được là pH không thay đổi đáng kể? Đúng rồi ạ, mình sẽ không đi đo, ngày hôm nay mình sẽ không đi đo trực tiếp, đúng không ạ? Mình sẽ làm trong ống nghiệm thôi, làm trong ống nghiệm thôi, mình không cần phải đo lại, nhưng mà mình sẽ quan sát nó thông qua là cái màu sắc của nhiệm thị. Mình sẽ gián tiếp theo dõi cái sự thay đổi pH bằng màu sắc của nhiệm thị, đúng không ạ? Tại vì khi pH đổi thì chỉ thị nó sẽ đổi màu. Rồi, vậy các bạn nhớ không? Đối với lại axit mặn và kìm mặn thì các bạn chỉ cần làm trên cái tập ống nghiệm thôi. Với hai tác nhân này, mình chỉ cần làm trên ống nghiệm thôi. Các bạn sẽ làm trên hai cặp là cặp ống trứng và ống thử. Cái quy tắc thực hiện các bạn đã hiểu rồi, ống trứng và ống thử. Ống trứng thì mình để không đúng không ạ? Nhưng mà riêng ống thử thì mình thêm cái tác nhân của mình ngày hôm nay, mình khảo sát là HCl. Với lại cái lượng vừa phải thôi là 5 giọt. Nhiều hơn thì đương nhiên là nó vừa lên tăng được cái khả năng của nó thì nó không đẹp được rồi, nhưng mà cái lượng vừa phải là 5 giọt. Tương tự như vậy, cái kìm mặn ngày nay ống thử mình sử dụng là NaOH, một cái lượng là 5 giọt. Rồi, mình sẽ quan sát cái sự thay đổi pH thông qua cái chỉ thị. Mình không đo pH trực tiếp nhưng mình sẽ quan sát thông qua chỉ thị. Đối với đá sinh mạng chỉ thị mình sử dụng là đỏ methyl. Thì toàn bộ những cái bước, ví dụ như là làm trên hai ống nghiệm, ống thử cho gì, ống trứng cho gì, thì trong đề thi sẽ ghi rõ cho các bạn không cần phải nhớ, đúng không ạ? Nhưng mà thực ra là nếu mà mình hiểu rồi thì mình chả cần đọc đề. Mình hiểu là mình biết mình làm gì, mình sẽ tự động mình lấy dung dịch mình cho chất thử là chất gì, đúng không ạ? Mình tự động mình cho chất thiện màu vào, mình đọc để mình quan sát đi, đúng không ạ? Nếu mà các bạn đã hiểu cái thí nghiệm đó, thiết kế như thế nào, hiểu rồi á, thì khó cần đọc đề luôn nha. Nhưng mà mình cũng nói là cái này trong đề thi là nó cũng ghi cụ thể lắm rồi, đỡ mà lúc đó mà mình có quên thì nó thì cứ theo đề, đọc đề nó sao mình làm theo y chang vậy là được, không cần khó. Đối với axit mạnh thì mình thử với chỉ thị là đỏ metin. Đối với lại mạnh thì mình sử dụng chỉ thị là phenolphthalein. Mình sẽ chọn cái chỉ thị nó phù hợp tương ứng trong kết quả pH, đúng không? Tùy từng cái dung dịch của mình đã sẽ thay kìm thì mình sẽ chọn cái chỉ thị tương ứng với kết quả pH đó. Vậy thì đỏ metin, bây giờ mình cái khó là chỗ này này các bạn. Nói cách tiến hành thì rất là dễ hiểu, các bạn không có cần phải để nhiều. Nhưng mà cái khó là cái trả lời kết quả làm sao để nó chuẩn, cho nó ngắn gọn nhưng mà nó chuẩn xác nhất tùy đủ ý cho mình có điểm. Thì trả lời làm sao ạ? Làm thực nghiệm thì rất là dễ, thí nghiệm định tính không có gì phức tạp cả, đúng không? Không có đòi hỏi về thao tác gì nhiều, cũng rất là dễ hiểu. Làm thì thao nghiệm cặp chứng thử là cho những thị là quan sát màu thôi. Nhưng mà cái khó ở đây là các bạn phải đọc được cái kết quả, nhận xét giải thích được vào trong cái tờ báo cáo cho mình. Tuy thi các bạn cũng sẽ được yêu cầu làm báo cáo giống như hôm nay các bạn làm vậy đó, làm cuối buổi. Tuy thi thì trong tờ báo cáo sẽ yêu cầu các bạn theo cái ba điểm. Thứ nhất là nhận xét về cái màu sắc, đúng không? Nhận xét hiện tượng ở đây chính là nhận xét màu sắc. Các bạn so sánh giữa hai cặp túi là ống trứng và ống thử. Sau khi nhận xét xong thì các bạn qua những kết luận rồi được đánh cho tất cả những nhóm mình đã làm rồi. Vậy các bạn nhận xét cho mình là sao ạ? Rồi, ví dụ trường hợp đầu tiên là sức mạnh đi ạ. Các bạn sẽ nhận xét như thế nào? Mình mang ngay cái kết quả thực nghiệm của mình ra. Khi mà giáo viên đến chấm điểm là các bạn sẽ mang ngay cái kết quả thực nghiệm của mình ra. Cái này hơi nhạt, đừng bực cái này ạ. Đây, ví dụ sau này các bạn đi thi, đúng không ạ? Các bạn, trong lúc mà quá trình các bạn làm thì mình không có can thiệp gì cả. Mình chỉ có quan sát trường hiệu thao tác thôi, những cái thao tác chung của nó thôi, chứ mình không can thiệp. Nên lúc mà các bạn làm xong hết tất cả rồi, đúng không ạ? Có sản phẩm rồi, có kết quả thực nghiệm rồi thì mình sẽ đến chấm kết quả. Vậy thì ví dụ như kết quả này thì các bạn sẽ nhận xét hiện tượng như thế nào ạ? Nhận xét màu, đúng không ạ? Ngày nay mình làm đối với lại mỗi chất axit thì các bạn làm trên hai cặp chứng thử thì các bạn sẽ nhận xét màu sắc nó làm sao? Đúng rồi, màu của chứng ống thử là nó giống nhau và các bạn ghi rõ luôn cho mình là màu gì, đúng không ạ? Thì màu gì đây? Màu gì thì các bạn? Đương nhiên là cái thị giác của mỗi người nó nhìn cái màu sắc nó cũng sẽ không giống nhau. Nhưng mà nếu mà chung quy lại á, thì cái chỉ thị của bạn sử dụng ngày nay đối với axit thì cái chỉ thị mình dùng là đỏ
pectin. Cái chỉ thị này nó sẽ thay đổi màu tùy theo pH của dung dịch. Nó sẽ thay đổi màu như này ạ. Nếu mà trong môi trường axit thì nó sẽ là màu đỏ, đúng không? Cái gam màu nó sẽ nhạt dần theo đúng cái gam màu của tôi. Từ đỏ nó sẽ chuyển qua màu hồng hay màu cam, hoặc màu cam ha. Tuy nhiên là trung gian của mình ngày nay mình sẽ thêm một cái nước nữa là nó sẽ có một cái màu hồng. Rồi nếu mà trong môi trường axit mà rất là mạnh, đúng không, thì nó là màu đỏ. Axit mà nó nhạt hơn khoảng 300 mấy nó là màu hồng. Rồi màu cam tương ứng là 4,75 đây ạ. Rồi cuối cùng thì nó sẽ lên là cái màu vàng. Đây là pH khoảng 5,5. Thì các bạn thấy là cái chỉ thị màu của tôi nó đổi màu theo pH của môi trường, đúng không ạ? pH mà tăng dần thì cái gam màu nó sẽ thay đổi. Vậy khi mà các bạn nhận xét màu thì các bạn cần nhận xét cho mình nó là màu gì, hồng, cam hay là vàng. Rồi chứa ống chứa công thử thì nó sẽ khác nhau là nó có đậm hơn thì nhạt hơn mà thôi, đúng không ạ? Chứa ống chứa công thử thì nó có khác nhau là nó sẽ đậm hơn thì nhạt hơn. Còn nếu trường hợp nào mà một cái màu hồng, cái màu cam thì là cái đệm của mình là nó dở, các bạn đang sắp đệm, vậy cái đệm đó là bỏ rồi đó. Cái đệm mà nếu mà nó đổi màu như